thằng cược admin nào ơi. Em thấy rồi. Ôi có thằng ở đây nữa, có thằng ở đây, đây nữa. Ấy thằng này giống bảnh admin nào. Ôi cái đấy. Này, gì mày chơi shotgun luôn rồi hử? Gì mày chơi shotgun luôn rồi hử? Nóc. Thằng đây nào mày có độc lực không vậy? Ủa không được chơi shotgun hả? Mày bắt lột. Đúng. Bắt lột mà. Mày được quyền bắn súng đâu? À. Thì đã có 12% các bạn đã đăng ký kênh rồi. Nhưng còn tới 88% còn lại các bạn chỉ xem thôi nhưng quên mất là đăng ký rồi. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và nút chuông để theo dõi những video mới nhất từ Heavy Free Fire nhé. Hello tất cả các người con nghe, một mình là Heavy Free Fire và mình là Phú Đại TV đây. Là Kim Cho. Mình là Minao đây. Thì hôm nay bọn mình sẽ làm một thử thách, đó là cho Minao bắn súng sở trường của Minao đi đánh đến tên top 1. Mà bọn mình chẳng được bắn nha, bọn mình bắn súng lục nha mọi người. Bất cứ kỷ lục nào cũng được, súng lục thế thôi. Và trước khi vào clip, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của Heavy Heavy Free Fire và tất cả kênh của thành viên bọn mình nha mọi người. Bây giờ thì vào game. Chạm cái anh em ơi. Một tập trung bắn nào, game dễ lắm đây. Dễ không? Dễ quá thôi. Dễ. Nè, cắm đầu phát tiền. Bắt cái đao luôn, bắt tất cả luôn, hết gì lum la luôn. Hay trên đầu quá kìa. Tem trên đầu á. Phải danh chạy thằng nè. Tao súng trước nè cho con. Ui. Tao có súng ra làm thật. Ơ trời, nó bay xa mà tao có súng sạc sao mà bắn không nổi. Hãy bên dưới này thằng được. Hãy con. Trời ơi, mày nó đi. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Đâu rồi? Ở bên dưới. Hello bạn nhỏ. Thấy không tên nào? Chính nhà ba tầng có người phú. Cao này hả? Chính nhà ba tầng. Ủa bãi xe thằng ơi. Nó ngoài nè. Máu mày. Máu cho ngay. Một máu tên ơi, một máu. Có tên ơi, một máu. Bắn mười mấy bắn chết mày. Tôi sọt hai viên cho anh từ giờ. Lục này nhớ, bắn súng gì ạ? Trời, tí chết rồi. Đây. Nào lên cho giảm thanh này kia nè. Ok. Sọt đâu thế nào? Bước vào đây. Đâu? Chỗ gần cái xác này. Cầm lục sọt bắn súng đầu ra này. Đâu? Lấy cho con mang đi sao? Và lấy chiếc xe đỏ tao cho mày đi. Ok. Minao, tay ba này Minao. Thành này Minao. Trời ơi. Sướng vãi. Tay ba giáp hạt à. Có kia chìa khóa để lên đỉnh luôn á. Có kia chìa khóa để lên đỉnh luôn. Ba tay vẫn chọn lấy xe đỏ, tay vẫn chọn sport cho mày bạn. Đường nó chịu á. Mày cứ chạy vòng 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 là được rồi. Quá gì sợ chết người ta thôi. Cái xe xấu dữ vô gì cậy hơi cực đây. Sao tao không ôm mày ta? Sao tao không ôm mày ta? Mày biết bắn nhau luôn kìa, bắn nhau luôn kìa. Trời ơi tưới cùng thiệt luôn. Đạt cái cho easy. Bay đầu cho mày. Ủa nghe nó bắn đâu vậy trời. Không biết nó ở đâu luôn á. Trời ơi. Quay nè. À sao phải gì nữa. Chìa khóa này lắm đấy. Ui. Em có quá. Sợ chủ anh nè. Gì kỳ vậy. Ủa có địch ở đâu vậy sao. Mày ngủ rồi đi. Nó bật cờ luôn. Chơi đi anh. Quốc luôn. Giờ đây anh nhà đó tí đỡ. Nhảy xuống là gì á. Nhảy xuống đâu quá trời, không biết luôn đi. Ai à, ai à, ai à, ai à, ai à, ai à. Trời đất ơi. Nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi. Ai. Sao quả đặt của keo rồi tưởng nó chui của keo.
Ủa sao? Sao? Bố nhanh người ta. Đi SH với anh nè, lên xe. Chiếc này SH hả? Mới mua chiếc SH. Mua lại của anh Phú. Tao bán như nào mua lại. Nó lộn nè, tao trái nè. Nghe tiếng không? Không. Rồi nó bắn nhau kìa. Trời 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 đó. Nghe thì nghe đó nhưng mà không biết anh có đâu ba. Tao trái. Ba bốn thằng chạy tay trái kìa, ngoài cái đập kìa. Có ba. Chị ngồi đập kìa, mày thấy luôn hả? Thấy luôn hả? Đây. Đâu? Bên đập đây kìa. Bên phải, bên trái, trái trái nữa, quẹo trái nữa. Mày chết con. Lên 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 trước. Ủa gì vậy? Thằng được anh Minao ơi. Em thấy rồi. Ôi có thằng này nữa, có thằng này, thằng này nữa. Đấy, thằng này giống bảnh anh Minao. Ôi em Minao. Ôi, cay đê. Này, gì mày chơi shotgun luôn rồi hử? Gì mày chơi shotgun luôn rồi hử? Nóc 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 nóc. Thằng tay nào mày có độc lực không vậy? Đúng. Ủa không được chơi shotgun hả? Ừ. Mày bắt lột. Đúng đúng. Bắt lột mà. Mày được quyền bắn súng đâu? À. Đấy. Quên. Kéo ra. Ơi, anh kéo rồi. Lỏ đâu. Cái chắn này nó không kẹt tao được Minao ơi. Easy. Em xin lỗi. Anh xin lỗi, anh đi đến cắt bỏ mấy khúc của em bắn lột giùm em nha. Hất sực anh giùm em nha. Rồi xong. Em đi lao gì vậy, em đi lao. Lấy xe cứu kìa. Hai người có bắn. Lấy xe đỡ. Trời ơi. Trời ơi. Tên nào, mau lên cho chọn lại. Lấy xe chạy đi tên nào. Ê. Tao bắn bên phải, bên trái á. Lấy xe chạy đi. Lấy xe chạy đi. Từ từ, đừng có áp lực quá. Áp lực, phải gây áp lực được. Mày đỡ tao lên đi rồi mày chết cũng được rồi. Có 3 xu rồi đỡ cái xu một đống trong xác á. Có lút kịp. Để em đi lên cứu vòng. Trời ơi. Chấm vô cái vòng. Chấm đi sao chấm. Bên trái á, cùng trời á. Trời ơi, lẹ đi trời. Trời ơi, thôi bắt con tính tóc đi. Lộn vô mà bom. Là cái thao máu. Vứt máu lên. Vứt máu à. Cầm súng chấm. Mặt con đông. Mày quá trời ơi, chuẩn bị cứu thôi. Là 10, 9, 8, 7, 2, 1. Ủa chân này khá. Chạy đây rồi, nó bắn đi rồi, nó bắn đi mình đi rồi. Bắn mày gà, chạy đi. Sao mà bắn được anh được. Nổ hai xe luôn hả? Mày ơi, có người luôn nổi. Hình như ở đây chưa lút anh đi nào. Trời ơi, không có gì hết nè. Nãy anh Phúc, anh cho anh bỏ là em giết hết đi đó luôn. Anh nói bắn lục. Không lấy bắn lục. Ôi ôi, có người em ơi. Hay. Dưới leo nè em ơi. Mới bắn anh em ơi. Ê. Ủa độc lắm mày ơi. Cứu. Ôi, ngồi ra bó luôn rồi. Dưới leo hai hàng. Ok, người đâu. Ở bên đây có người. Ui giời. Giời ơi, AN94 đều thế. Ui giời ơi. Cái đạn xo. Với em hai hàng nữa nè. Ơi, nó không lụ. Hai thằng cho mày luôn rồi. Trời ơi, chết chưa? What the hell? Đâu cho. Chết chưa? Nó một cái con. Qua chút chắc. Nhìn xuống. Ây da, nó đẹp biệt. Vừa lắm. Trời ơi. Đâu? Chúng ta này dưới chỗ điện cho ta. Cày không. Sợ đứng trên cao quá. Đứng trên cao kìa ông nội. Rồi xong. Đây cao đâu. Rồi có người luôn. Mày chết đừng cho mày. Ôi trời ơi. Cứu đi Phú ơi, cứu đi Phú ơi. Ôi nó cắm cờ kìa. Ôi trời ơi. Hay thế nhờ. Một kèo quá. Thử lý đi. Có gì đâu, chuyện bình thường. Ôi giời, đông thế. Trời ơi. Đông quá. Ôi trời anh em ơi. Giời ơi. Ê, anh còn xuống video ơi, anh còn xu. Thấy. Trời ơi. Cái gì vậy? Đóng chi? Thôi, tao đi đúp. Trời ơi.
mày. Ôi trời ơi, nó ra bò nó bắn tao luôn kìa. cắm cờ. À, nó gục. Mày gục hả mày? Cứu em anh Phú. Cứu đi anh Phú, kệ nó. Hay lắm Phú ơi. Hay. Rồi, cứu. Có xu kìa anh Phú. Nhặt xu mau. Từ từ ba. Chuẩn bị lượng rồi. Trên mày còn không? Tao đóng nó luôn nè. Tê lờ. Ôi trời ơi. Bắn bể đầu luôn kìa. Trời ơi. Tập đầu đó em. Tập đầu đó. Mày. Rồi xong luôn. Ok thì thử thách này hơi khó nha mọi người. Nếu mọi người mà muốn mình làm thử thách nào dễ dễ hơn thì comment bên dưới nha. Cái này khó quá. Lần sau anh em để tôi cầm súng sở trường cho. Mình sao nó gà quá. Gà gánh không nói luôn hề anh em. Thôi clip của mình tới đây kết thúc. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Heavy cũng như là kênh của tất cả thành viên trong Heavy mọi người. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye. 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 Các bạn, 5 mục tiêu.